Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video lần này. Và như mới có thể thấy hiện tại bây giờ trận đấu này thì mình đang có một cái loại công nghệ, đó chính là tiêu dùng thông minh khởi đầu rồi nhá. Và với cái loại công nghệ tiêu dùng thông minh khởi đầu này thì mình sẽ có thể làm cho mọi người xem một trận đấu liên quan tới Hyperon. Cái loại công nghệ này để mà chơi Hyperon thì cũng khá là hợp lý luôn, khá là hay. Và cũng có thể kết hợp được nhiều thứ nữa. Nên là mình sẽ chờ đợi nhé, chờ đợi xem rằng là trận đấu này thì mình sẽ có cái điều gì xảy ra thì mình có thể vẽ theo một cái sườn đó để chơi. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video nhé. Có ý kiến góp ý thì để ở dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ thì ở mùa 8 thì mình cũng đã có khá nhiều video hay, khá nhiều video kiểu là liên quan tới những cái lỗi hiếm của cái mùa 8 này rồi. Nhưng mà mình vẫn đang cố gắng tạo ra thêm nhiều cái sự nổi bật hơn trong game. Hy vọng thì mọi người vẫn sẽ luôn luôn ủng hộ mình trong những cái sản phẩm video sắp tới và những cái content mới mọi người nhá. Và nếu anh em có ý kiến góp ý gì hay ý tưởng gì thì hãy để ở dưới nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng nó cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ thì mình đang sử dụng đó chính là kiểu Gamma Lang 2 sao, Renekton và con AC. Có thể mình sẽ chơi một cái sườn đội hình mà chính là kiểu siêu nhân AC đi. Siêu nhân AC chơi để có thể giữ một lượng vàng ổn định ấy và bắt đầu kiểu Hyperon mọi người nhá. Có khá nhiều cái ý tưởng ở mùa này nhưng mà đa phần thì mình thấy ở mùa này thì anh em đa phần chơi theo lối chơi kiểu liên quan tới con tướng đó chính là đội hình siêu nhân. Chơi theo lối chơi siêu nhân khá là nhiều. Mình thì cũng là một người chơi cũng khá là yêu thích hệ siêu nhân. Hệ siêu nhân thì nó sẽ có cho chúng ta như một loại công nghệ kiểu nó tương khá tương đương với giống một loại công nghệ giống kiểu thăng hoa mọi người nhá. Thăng hoa, tăng sát thương. Nhưng mà đặc biệt đội hình siêu nhân thì nó lại có thêm một cái nội tại, đó chính là mỗi một vị tướng 3 sao thì nó sẽ được thêm một cái là khả năng sức mạnh thêm mọi người ạ. Round này bị thua mất rồi. Ông này thì level 4 và run hết vàng rồi. Đấy, một người chơi khá là khát nước đây. Có thể người anh em mày đang muốn run để kiếm đội hình đạo trích hay sao chứ. Run cái đạo trích là nổ hũ hay sao chứ. Sao mà lại run hết vàng này thì cũng hơi rồi. Nguy hiểm đấy. Round đi chợ chúng ta bây giờ thì có gì đây? Có Rokot này, Alista này, Vayne cầm một cái gậy quá khổ này. Thì mình sẽ ưu tiên nhặt những vị tướng liên quan tới 3 vàng rồi nhá. Ok, mình nhặt Vi đi. Nhặt Vi xíu nữa, nếu như có đạo trích thì mình chơi đạo trích luôn cũng được. Khá ổn. Ok, Vi độc sĩ. Vi hôm nay mình vừa làm một video Vi 12k máu của nhá, 12.000 máu với Vi luôn. Thì để bữa nào mình support cho anh em xem. Bây giờ thì trưa hôm nay thì mình sẽ làm một cái gì đó hay hơn đi. Buổi trưa nay thì mình vừa làm một video về liên quan tới chó gát X3 trang bị vuốt rồng rồi. Cũng là một ý tưởng thú vị khi mình đang có một cái trang bị vuốt thần long. Bởi vì chó gát là một vị tướng mà nó sẽ sát thương của nó sẽ dựa theo lượng kháng phép đang có. Còn Rammus thì anh em biết rồi. Rammus thì sát thương của nó sẽ dựa theo cái lượng giáp của nó đang có. Đấy,
một con thì kháng phép, một con thì giáp. Đấy, nó có một cái sự liên kết với nhau khá là chặt chẽ. Rồi, chúng ta thì đây, cây le cùng đao à. Thua luôn mọi người ạ. Ông này quay lại khỏe quá ha. Ấn admin à? À, mọi người biết không, cái ấn admin là cực kỳ hay nha. Cực kỳ hay luôn đó. Đội admin là một đội hình cực kỳ hay nha. Đợt trước mình có một cái 6 admin. 6 admin là cái nội tải của mình là mỗi 5 giây được cộng 15 máu của nhá. Mỗi 5 giây được cộng 15 máu. Và khi chúng ta kích hoạt được 6 admin ấy, thì cái tỷ lệ của nó sẽ là 160%. Và anh biết rồi đó, là 180% tương đương với kiểu là 5 giây mình được cộng 270 máu. Và trận đấu đó là một trận đấu mình có lượng máu siêu khủng khiếp luôn ấy. Nên là anh em đừng xem thường hình admin nha. Nó có quá nhiều thú vị ở trong đấy đấy. Bây giờ thì bán một chút dọn tướng đi để tích vàng mọi người ạ. Lõi kim cương là một cái lõi công nghệ mà khởi đầu thì khi mà ở 2.1 của lõi kim cương này, trận đấu của chúng ta sẽ xảy ra rất là nhanh nha. Anh em nào cũng đều gọi là cho ta đẩy trận đấu cực kỳ nhanh. Bây giờ thì mình xem nào. Các bà lăng 2 sao với này cái giết nổ của chúng ta có ăn nổi bãi người đá không nhở? Căng đấy. Ok, mình vẫn quyết định để đội hình này để ăn bãi người đá nha. Ăn nổi của chúng ta. Găng bờ lăng 2 sao mà nhờ Vi đấm xuyên giáp, găng bờ lăng bắn một phát. Rồi ok, tôi xong tôi rồi mọi người ạ. Khả năng cao. Rồi lại bị ép nữa. Chết rồi. Nổi không? Vai đái con cả mái mọi người. Thu bãi người đá luôn ạ. Ôi dồi ôi. Rồi xong ok, chấp nhận mọi người ạ. Chấp nhận thôi. Cái sự thật phũ phàng như vậy. Đôi khi một chút tiếc vàng thì mình lại bị con người đá nó quật chết. Nhưng không sao mọi người ơi, có thể là cái phần thưởng người đá đó, bãi người đá này nó sẽ để lại cho mình ở round bãi sói nha. Lúc này mình thấy 39 vàng mọi người, mình tính để lên tròn 40 vàng luôn cho đẹp, mà ai ngờ kiểu bị thua luôn và cuối cùng cũng phải up lên vào 5 luôn. Ok, một pha xử lý khá là ngốc nghếch. Hay anh em ngốc nghếch quá anh em ạ. Hơi ngốc nghếch rồi. Bây giờ thì vẫn tiếp tục với một cái chuỗi thua đạo trích mọi người nhá. Thực tế ở cái mùa này thì đạo trích là một cái nền cơ bản để chơi khá hay, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta có nhiều vàng và trang bị. Ba đạo trích, hai đấu sĩ, hai song đấu. Hiện tại bây giờ đội hình của mình thì nó đang hơi yếu so với mọi người. Mọi người bây giờ thì đang nâng cấp đội hình lên khá mạnh rồi, khá là khỏe rồi. Còn mình thì đội hình vẫn cắt bản thôi. Ramus này, giết được không? Ui, thua đau thế nhở. Để xem lõi công nghệ ra 3.2 của mình sẽ lõi công nghệ gì nha. Mình chắc mình nghĩ nó sẽ là lõi tướng thôi. Đa phần sẽ là lõi tướng ở ra 3.2 đúng không? Đúng đó mọi người ơi. Một lõi tướng thì mình sẽ lựa chọn cái trộm mộ của Ezreal nha. Cái lõi trộm mộ của Ezreal thì mỗi round Ezreal sẽ cho mình thêm một vàng đấy, một vàng. Và với cái lõi trộm mộ này thì nó sẽ cho mình thêm một cái trang bị của On nữa, khá hay. Nó sẽ đôi khi cái lõi công nghệ này thì khiến Ezreal nó trở thành một con, nó sẽ xoay chuyển tình thế đấy. Ví dụ như kiểu giờ nó đong nó sẽ random là một cái trang bị giống như kiểu mà bàn tay kéo của Blitzcrank vậy. Thì đấy, nó sẽ kéo con carry của địch vào ấy và chúng ta hấp diêm nó.
Ok, một trang bị đó chính là Đại Bác Hải Tặc. Đại Bác Hải Tặc là một cái trang bị mà mùa này thì mình cảm thấy nó không được nhiều lắm kể ở mùa trước. Ở mùa trước thì chúng ta có đội hình Kim Long thì nó có một cái trang bị của trường giả Kim thì hắc vàng ngon hơn. Ở mùa này thì cái trang bị này thì chỉ có thể gọi là hắc vàng thơ sơ thôi. Và đội hình Admin thì có thể cho chúng ta. Ví dụ Admin thì khi mà chúng ta đặt 6 Admin mà với cái nội tại của cái đó chính là 33% tỷ lệ rơi đăng một vàng á, thì khi chúng ta đặt 6 Admin thì cái tỷ lệ đó sẽ rơi khoảng tầm 100% luôn. Auto rơi ra vàng và một trận đấu sẽ cực kỳ nhiều vàng luôn đấy. Hiện tại ở mùa 8 thì mình chưa làm về một trận đấu nào liên quan đội hình Admin cả, nên giờ mình sẽ mấy lần sau là mình sẽ gắng kiếm 6 Admin để chơi thử xem nó có hay như mong muốn hay không. Hiện tại bây giờ mình đang 5 trận thua rồi thì mình vẫn đang muốn giữ thêm trận thua nữa bởi vì lợi tức đang cao ấy. Bây giờ up lên level 6 thì mình sẽ bị chúng ta mất chuỗi thua thì mình sẽ hơi tiếc. Mình sẽ để hình này nhá, cho nó Renacon lên đầu đi. Áo trong lửa. Hiện tại bây giờ mình đang có 3 thanh BF mọi người ạ. 3 thanh BF như này thì nếu mà trong đầu mình chỉ nghĩ ra thì nó sẽ là liên quan đến một vị tướng sát thương vật lý, nhưng mà hiện tại bây giờ ở mùa này thì đa phần những vị tướng sát thương phép thì cũng sẽ có thể lắp cho nó một cái dịch khổng lồ cũng khá ổn. Ông này đấu sĩ này, Rammus à? Rammus, bữa trước cách làm của Rammus đó chính là 2 lắp siêu linh và cả linh vật rồi, cũng hồi máu khá là hắc luôn. Găng một lăng bắn khá tốt này. Ezreal có ok, vẫn đang còn sống. Ezreal thì nếu như anh em mua cho nó kiểu một cái Ezreal full chí mạng ấy thì nó vẫn sẽ là một vị tướng carry mạnh. Chỉ cần một dàn thủ tốt cho nó thôi, hoặc là thêm khoảng 3 cái Zeke nữa thì nó sẽ cần cả thế giới luôn. Cứ một bắn là một mạng, one shot đối thủ. 3.3 3.4 sảnh vàng đang đây. Không có sảnh vàng nhưng mà ở đây thì đây chúng ta đang có gì đây. Ok, Rari chợ có Samira một cái này, bắt luôn nha. 5 đạo trích. Bây giờ tại hình như mình đang thiếu một con Sona nữa. Và thực tế rằng là đôi khi chúng ta có 4 đạo trích rồi thì vì đứa đạo trích cuối cùng nó sẽ không ra đâu. Nó game nhiều khi nó cái tỷ lệ của nó sẽ kiểu nó sắp xếp cho mình kiểu là ôm ok mày đang muốn 5 đạo trích đúng không? Rồi ok thì để tao sẽ cho mày cảm giác đó chính là chỉ dừng ở 4 đạo trích mà thôi và Ron hết mạng sẽ không ra đâu. Kiểu một cú lừa mọi người. Bây giờ thì 4 đạo trích này đang thiếu một con Sona nữa mà cho vào luôn mọi người nhá. Mình sẽ bỏ con găng và lăng ra ngoài đi nhỉ. Ok, bởi vì mình vẫn đang muốn để con cá sấu ở lại để nó có thể gọi là có một chút cho mình một chút thủ ấy. 2 sao với cả là kiểu là cầm áo trong lửa nữa cũng khá ổn kết hợp với vi đấu sĩ. Ông này đang có gì đây, đạo trích luôn à? Yasuo là vị tướng mà ở mùa này thì mình thấy cái tỷ lệ carry của nó khá thấp nhá, bởi vì máu nó khá là giấy. Anh em mà bui cho nó kiểu là full sát thương thì nó sẽ bốc hơi nhanh, còn nếu mà kiểu là bui cho nó kiểu full thủ thì nó chỉ được những pha lốc thôi, một chút bốc hơi thôi, cũng không phải là kiểu thuần lắm. 6 hũ. Hiện tại bây giờ thì với trận đấu tốc độ trận đấu này thì mình vẫn đang kiểu tích hũ khá chậm nha, không phải là thuộc dạng tích hũ nhanh lắm. Draven, Ezreal khả năng của nó bắn nó sẽ gây một cái lượng đó chính làm chậm, nhưng mà Draven thì nó lại nó không to quá. Cái đỉnh thần giáp này thì mình làm mình nhớ đến đội hình liên quan đến Garen. Đội hình Garen kiểu Garen biến siêu nhân ở mùa mấy nhỉ, mình không nhớ đó, nhưng mà mùa đấy mình cực kỳ thích chơi luôn. Hiện tại bây giờ thì mình vẫn sẽ kiểu là quên mất, nãy giờ mình quên mọi người, mình quên mình đang có lõi công nghệ đó chính là tiêu thụ thông minh và mình kiểu là lên cấp mọi người ạ. Sai lầm quá, sorry anh em nha. Nhiều khi chơi game nhiều có bị ảo á.
Rồi, lên cấp này. Eco à, bắt luôn mọi người nhá. Hiện tại bây giờ thì mình đang có ý tưởng đó chính là kiểu khi mà chơi với cái kiểu loại công nghệ tiêu dùng thông minh ấy thì mình cứ kiểu là round level 7 thôi, và kiểu gì cũng sẽ lên level 8, và mình sẽ có một cái đội hình kiểu nhiều tướng 4 vàng 3 sao nhất ấy. Top 2 xem nào, bây giờ thì Yasuo. À, Yasuo gì đây? Cuồng đao huyết kiếm. Lưỡi kiếm tử thần à. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thua rồi nhá. Không sao cả. Và loại công nghệ tiếp theo thì vẫn là một bí ẩn đây. Yasuo là một vị tướng mà kiểu cho ta nó chém kìa. Samira thì đừng hỏi tại sao phải không? Một cái trang bị rìu đen mọi người ạ. Rìu nhâm tinh, nhưng mà round này mình vẫn sẽ thua thôi. Cái lag cuồng đao mọi người nhá. Cộng thêm ma phi châu quá. Đỡ không nổi. Thua và lượng máu bị trừ xong như đây. 44 còn 36 à. Được, vẫn thua tiếp. Ok mọi người nhá. 4.2. Rõ gì đây? Nhanh tay lại mắt rồng để trứng vàng. Ok, nhưng tay là mắt mọi người ơi, mình sẽ bắt đầu run nha. Open soi này. Mình muốn run kiếm nhiều tướng 4 vàng nhất ở trong round này. Ui. Nó hơi vãi anh em ạ. Từ từ. Vego Belvet. Vego 2 sao. Open soi. Molokeser Z. Mình cần tướng 4 vàng thôi. Ui. Samira tiếp mọi người này. Zack Z, Oren Soi. Eco Vego. Ok, vậy là bây giờ mình đến thế nào? Kiểu run nhanh quá em ạ. Không biết anh em có nói công nghệ này chưa, nhưng mà thực tế là mình, do mình kiểu là mình xác định là kiếm nhiều tướng 4 vàng nhất ấy, nên là cảm giác kiểu run nó bị chóng mặt vậy đó. Nhiều tướng quá, quá nhiều sự lựa chọn để mình lựa chọn luôn. Bỏ qua mất một con Samira chứ không bao giờ Samira 2 sao rồi, tiếc ghê. Round này thì win của ông ta đây. Samira. Ok. Thua, đẹp. Bây giờ thì mình chỉ còn 3 đạo trích thôi, giờ phải roll để kiếm lại con tướng gọi là Sona và con Kalem mình bán đi đúng không nhở. Ok. Round sau bắt đầu chơi tiếp nha anh em. Vi này, mình sẽ để lại thiếu con Vi nữa người nhá. Để kế hoạch 5 đạo trích vào chuẩn bị nổ hũ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ có đây, Mid Fortune 2 này, Samira này, Z này. Oren Soi có 4 con này, mình sẽ thay thế con Vi ở đây. Và cho con
thì mình sẽ mất nội tại chủ lực à? Khó anh em nhở. Ui, ông này cũng phải dạng vừa đâu. Mình thì có Odin Soi đấy. Odin Soi của mình, ui, bá quá anh em ơi. Odin Soi đang đồ bá quá. Game này thì mọi người có thể thấy là mình đang có một cái dàn tướng 4 vàng quá nhiều luôn này. Và game này thì, ui, từ từ. Ui, hay quá mọi người, win rồi, tưởng thua chứ. May sao mà đạo trích nổ cho mình một cái hũ đó chính là 50 vàng đó. Chứ không thì cũng sẽ khá là mệt mỏi với game này rồi. Với trận đấu này thì top 1 thì đang cầm gì đây? Kai'Sa, Belvet, Vego à? Thần Giáp à? Hay quá anh em ơi, chuẩn bị lên nhá. Mình chuẩn bị lên được Vego 3 sao rồi này. Z này. Một trận đấu sẽ có thể làm cho anh em xem một trận đấu nhiều tướng 4 vàng 3 sao nhất trong game nha. Một cái tỷ lệ rất cao này. Ezreal. Chứ mình sẽ bán Ezreal đi và cho cái này cho một vị tướng khác nha. Top 1 thì đang cầm gì? Đang cầm Belvet mọi người, chủ yếu Belvet thôi. Có ai cầm Odin Soi không ta? Ông này cầm một con Odin Soi này. Nhưng mà tướng 4 vàng thì vẫn có thể ra được. Game này có khá nhiều anh em cầm Odin Soi đúng không? Neko lên Bli. Giờ chỉ cần Neko không gì hết mọi người ạ. Thì đây Sojin này. Một Sojin này. Bây giờ trang bị của mình thì mình sẽ lắp mấy cuồng đao cho Samira đi. À, quên mất Ezreal mình bỏ. Eco này. Tướng bây giờ của mình nó kiểu nó hơi đan xen nhau một chút đấy nhở. Sẻng vàng nó dư sẻng vàng. Bây giờ thì cũng không lắp sẻng vàng là cái gì cả. Dính áo trọng tính lặng à. Nhưng không sao mọi người ơi, Odin Soi vẫn xả được skill được. Với trận đấu này thì mình sẽ cứ kiểu run thôi. Và để xem mình có thể kết thúc bằng một trận đấu có bao nhiêu tướng 5 vàng 3 sao nha. Ở 4 vàng 3 sao nha. Hiện tại bây giờ mình đang có tổng cộng đó chính là 6 Odin Soi này. 6 Odin Soi Z. 5 Mid Fortune à. Vego này. Mid Fortune mọi người này. Mình sẽ check map thử lại một lần nữa xem nha. Để xem của chúng đối thủ chúng ta đang cầm cái gì đây. Hôm nay cầm một Odin Soi thôi nhưng không sao cả. 31 tiết đang có trong mình đó chính là V3, Lee Sin 3, Zac, Blitzcrank, Kayle. Mình bỏ này vào thì mình sẽ mất cái nội tại của đội hình liên quan tới chủ lực ấy. Đội của mình không hệ gì luôn mọi người không. Cái này mà chơi kiểu lõi đi riêng thì quá ngon nhở. Cái này mình có lõi riêng, lõi đi riêng thì đúng đỉnh luôn. Một vàng. Eco mọi người này. Cứ bắt thôi nhá. Cứ kiểu là mình sẽ tìm những mục tiêu mình đang có trước rồi lúc sau mình sẽ tìm những vị trí có sau đi. Lúc nãy cái lõi công nghệ ở của là nhanh tay lẹ mắt này thì nó thực tế rằng là nó cũng khiến mình hơi vội quá. Mình hơi vội anh em ạ. Ron hơi vội á. Eco 2 sao này, ngon luôn. Một trận đấu đang có tổng cộng 6 Eco, 7 Vego, 6 con này. Zac ra nhiều ghê ha. Nhưng mà game này chơi Zac thì có vẻ không ổn. Bởi vì mình thấy ông này bắt này, bắt tận một con Vego rồi à. Ông thua bắt một con Vego rồi mọi người ạ. Khó ha. Ông bắt tầm một con Vego 2 sao là mình sẽ tắt điện ngay á. Kayle này. Odin Soi xả kill đẹp. Nãy giờ thì cái trang bị của Ezreal nó cho mình thì nó không chưa thấy một cái nào liên quan đến kiểu là một cái hắc vàng cả. Rồi ok, Odin Soi xả kill tốt quá. Win tiếp mọi người nhá. Ông top 1 đang bắt Vego à, bắt Belvet à, level 9 rồi anh em ạ. Top 1 level 9 mất rồi. Mình thì cứ thế mà run thôi. Có Z à? Có Z à? Không có Vego mọi người ạ. Run này không có Vego thì mình sẽ lựa chọn Z à. Tướng 4 vàng thì nó chẳng liên quan gì cái dàn tướng của mình cả.
thì mình sẽ lựa chọn một con Z hay là mình sẽ lựa chọn một cái nỏ set đây. Nếu mà lựa chọn nỏ set, thôi lựa chọn là cái này đi. Được thêm 5 vàng rồi ạ, ngon hơn. Ông này được bắt Han Vego rồi à, vai đái vậy. Ảo nhờ, bắt cả Z luôn mọi người. Samira này. Miss Fortune 2 lên 3 này. Cặp top 1 mọi người. Ông này đang tổ phe lốt 2 sao rồi. Đồ hình khỏe phết đây. Ông lần soi đồ đẹp. Ui, Leona đốt luôn này à. Về vậy. Thua ông ta. Hay quá em ơi. Ui, ui. Con bèo vét bá thế nhở. Thua rồi anh em ạ. Samira chủ 3 sao này. 4 chủ lực à. Nếu bây giờ mình kết hoạt 4 chủ lực luôn thì để xem thế nào đó mọi người ạ. Có thể là mình sẽ cho con Estreel ra ngoài à. Thôi không cần đâu. Mốt tiết à. Không biết liệu mình rằng mình đang có tham lắm hay không mọi người ạ. Không biết có tham lắm hay không đây. Bởi vì ông này cầm nhiều tướng quá này. Lốc à. Ui. Lốc còn soi luôn à. Thôi xong thôi rồi. Round này mà thua phát là cút luôn mọi người ạ. Hồ lên anh em ơi. Không thể thua được nữa. Mình đang rất cần một vị tướng 4 vàng 3 sao ngay lúc này. Thì mình có thể auto win được. Và echo vàng được. Mid Fortune còn 2 nó lên 3 này. Z có vẻ như kiểu là không lên được này thì mình sẽ bán đi nha. Vừa bán Z lại ra Z luôn. Eco chuẩn bị 3 sao này. Eco chuẩn bị 3 sao này. Z này. Set tiếp này. Z này. Leona này. Ok, Eco 3 sao rồi nhá. Tuyệt vời, một con rồi. Đã có một con rồi. Bây giờ chỉ cần thiếu 2 Odin Soi, 2 Samira, 2 Miss Fortune nó lên luôn. Thời tiết lạnh quá mọi người ạ. Trời lạnh có nên giọng của mình hơi run á. Anh em thông cảm nhá. Eco 3 sao thì một vị tướng thủ khá tốt. Bây giờ mình chuyển cho Eco một cái trang bị. Xíu nữa mình sẽ cho Estreel lên đứng cạnh Eco rồi nhá. Thì nó sẽ thừa hưởng thêm một cái trang bị của On nữa. Ok rồi đây. Mình sẽ lựa chọn một cái diệt khổng lồ đi. Cho Odin Soi cầm này. Rồi cho Estreel đứng cạnh con này đi. Hiện tại bây giờ thì cái nội tại nó công nghệ tiêu dùng thông minh của mình đã hết khả năng sử dụng rồi. Không ra 41 tiết vay 3. Riêng một mình con Echo thôi là đủ cân được rồi. Odin Soi còn một con nữa lên 3 này. Vego còn 2 con nữa. Rồi ok, đồ đẹp luôn. Một trận đấu khá hay với một cái lối công nghệ dồn đi với nhau cũng khá hợp lý nhở. Ông này con Ina 3 sao đúng không? Nhưng mà để có vượt mặt được con Eco của mình thì ui, từ từ nha. Hên thế. Xít thua anh em ạ. Ui, phải là xít thua chứ đơn giản đâu. Odin Soi đâu. Bli mà bây giờ mình cần phải có một vị tướng 3 sao nữa. Bli. Bli. Không ra luôn à. Kai'Sa 3 sao rồi à. Ông này Kai'Sa 3 sao Leona này. Ui kinh nữa nhờ. Từ từ mọi người, từ từ nha. Từ từ nha. Mạnh lắm đó. Ông này mạnh đấy mọi người ạ. À gặp người anh em tiếp à. Kéo. Kéo bên này rồi. Ok. Thua là khóc luôn nha. Ui, ra xua kìa. Eco ơi.
Rồi ok, win rồi. Đau tim vãi đái anh em ạ. Ông này thì thua mình rồi, ông này chỉ chuẩn bị lên béo vét 3 sao này. Cũng không hề đơn giản đâu. À từ từ nha. 10 tiết. Thua hả? Ôi rồi ôi, tưởng thua. Olden Soi đi Bli. Mình chỉ thiếu một con Olden Soi thôi mọi người ạ. Gì này? Olden Soi 3 sao. Ok, lên luôn. Bây giờ thì mình chỉ còn thiếu một con Mid Fortune và một con nữa, đó chính là con Samira thôi, là lên luôn. Một trận đấu perfect. Cho anh em xem một trận đấu. Ấy à, từ từ nha. À ok, thôi win rồi, tưởng thua chứ. Con béo vét bá phết kìa. Rồi, win. Ra, không ra. Quyết định bán Vego của mình có phải là quyết định khá là hợp lý mọi người ạ. Bây giờ chỉ còn 2 ngày chơi thôi và hy vọng ra đi chợ chúng ta sẽ có một con Samira của con Mid Fortune nhá. Có mọi người ơi, có Mid Fortune kìa. Nhưng mà liệu rằng có mất hay không đây, bởi vì nó đang cầm một cái trang bị khá là đẹp. Ok, có luôn anh em ơi. Mid Fortune 3 sao nữa rồi. Mid Fortune 3 sao rồi, bây giờ chỉ còn thiếu một con Samira thôi mọi người ạ. Đồ của Mid Fortune cũng khá là đẹp. Bây giờ chắc là mình sẽ thử rèn đồ ra ha. Rồi, tuyệt vời. Rồi, ok, như này thì mình sẽ để cho con Mid Fortune cầm đồ của On nha. Rồi, chỉ thiếu một mảnh ghép cuối cùng nữa thôi. Một mảnh ghép cuối cùng nữa là có thể hoàn thành được mục tiêu trong game này. Luna 3 sao, nhìn khét nhỏ. 2 sao. Samira. Không ra. Bạn ảo mọi người ơi. Rồi mình gặp bạn ảo của ông top 1 này. Vậy là ông top 1 nếu mà win ông này là mình sẽ có một round đi chợ nữa hả? Được đó. Mid Fortune ơi. Đá bác hải tặc mọi người. Vàng rồi. Ui. Được 2 vàng 3 vàng mọi người ạ. Perfect. Top 1 thì có vẻ như kiểu lên đây. Ai à. Con Nina khỏe quá anh em ạ. Nina 3 sao đồ quá khỏe luôn. Ông này có Leona mà 2 sao mà không thể nào đỡ nổi lúc này luôn à. Nó không để có top 1 thì cũng khá là bá, khá bảnh luôn. Đó chính là kiểu nhanh tay lấy mắt. Z 3 sao chưa? Z chưa 3, Shizu đi chuẩn 3 sao này. Không. Thiếu một con nữa cũng hơi đuối nhở. Một con nữa thôi mà hơi đuối đó. Ông này thì để xem nào. Ông này thì không có tim tặc nên mình sẽ không phải di chuyển đội hình nhiều. Một mình con Eco tăng là đủ rồi. Thêm Olden Soi phía sau xả kill nữa thì chỉ có khóc thét thôi mọi người ạ. Đúng rồi đấy bác hải tặc. Nhưng mà Olden Soi như liếm hết rồi. Để tôi Mid Fortune đây ăn ít vàng đi. Mid Fortune. Đúng rồi. Vàng rơi. Được mấy vàng? Được 2 vàng rồi à? Hơi ít. Người anh em này có vẻ như kiểu là giờ trừ khi ở lên được Z3 sao à. Z3 sao cũng khó để đỡ nổi mình được. Vì đội hình của mình đang có một cái chất. Một cái chất gọi là quá đỉnh luôn. Lên được Samira nữa là mình sẽ có 4 tướng 4 vàng 3 sao. Với 2 loại công nghệ tiêu dùng thông minh và nhanh tay lại mắt. Xin Neko đi Bli. Đôi khi chỉ còn một con nữa nhưng mà nó lại khó có thể hoàn thành được mọi người nhờ. Đúng không? Chỉ còn một con nữa thì có thể chạm tới một cái khoảnh khắc thì nó tuyệt vời hơn. Nhưng mà để mà ra được thì lại khó quá ha. Neko đi Bli. Vàng ngon đấy. Sojin. Nó set đi mọi người ạ. Rồi tuyệt vời ơi. Sao đã 3 sao luôn. Một phát nhấp và là tạo nên một cái thương hiệu riêng mọi người ạ. Đúng là Minh một nhấp mà. Đôi khi chỉ một nhấp thôi lại tạo ra một cái siêu phẩm để chúng ta xem đúng không. Và đây chính là một trận đấu có 4 tướng 4 vàng 3 sao. Và trang bị mình cho Mid Fortune đây. Rồi ok. Và đây chắc chắn là sẽ một trận đấu cuối cùng rồi. Mình sẽ để ý đội hình này nha. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video mọi người nhé. Có ý kiến thì hãy để ở dưới nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng cho mọi người xem.
mình sẽ luôn luôn cố gắng để thực hiện được những video hay nhất và đỉnh nhất cho mọi người có thể theo dõi nha. Và trận đấu sẽ kết thúc tại đây nào. Đúng rồi, quá đẹp mắt mọi người ạ. Chào mọi người, hẹn lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt.